em cúng nó có giờ á, cho em xin 5 phút để cúng 16 cái gì nghe, cái gì thông cảm và sân khấu mình cúng trên sân 16 mà cúng mày nha, mày mừng vậy? Không được. Cho gửi nhờ chế bánh đây nha. À dạ, chị ơi, hình như là cúng rằm 16 á, thì nó có một cái thông tục là nếu như chúng ta cúng vào ngày này á, thì sẽ có được nhiều may mắn đúng không chị? Ủa, ta đâu có. Tao chưa đúc nha. Bà nội nó ra con này nó cái cốt nó giật đồ hay sao? Tao chưa đúc ngang nữa đó. Trời ơi là trời. Mày bị giật con hồn, mày giật luôn cái lư hương nè mày vậy. Bà nội nó lấy đồ đẹp làm cái gì vậy? Ê, tao chỉ cho tụi bay lấy cái thiết thực nữa nè. Cặp lo rút nè, lấy hay bán được mấy chục triệu lên. Trời Phật ơi, cái này cô hồn dưới nào nó giật giật dữ thằng ngon vậy. Ô, rồi để tao coi chừng nào chia. Ai giật bộ đồ của bà Quyền coi. Trời ơi sao tụi bay giật cô hồn mà cũng không có tha bộ đồ của chị tao. Trời ơi, con dân nó giật cô hồn ghê không? Hôn ghê không? Giật đôi đèn xong rồi không làm giật được gì nữa hết. Mày cho nó điện giật mày chứ mày không có giật được nó đâu. Trời ơi. Ủa, vậy là cúng cô hồn chưa? Vậy là cúng chưa chị? Tao nghĩ là cô hồn nó chưa kịp giờ ngó tới tao luôn đó. Cô hồn chết chưa cúng được, cô hồn sống giờ bên đâu. Ê, má ơi, má ơi, cái này để cứu con á ơi, thần quà hổ địa ơi, cái con này nó phá quá thiệt. Cái gì? Chân chơm ở dưới kìa nè, dân, làm liền. Nó chơi thiệt nha. Ê, bà nội ơi, cái này không phải tăng cúng. Cái này trời ơi, đồ giả, mấy má ơi, con năm trà nó đi Úc về nó cho chị đó. Mày gỡ đi tội nghiệp đó. Ê, cái con này, cái tóc anh nó nhờ cái thục á. Cái gì vậy? Chị heo đó. Trời ơi, tao đã có cúng tao. Trời ơi, là trời, mấy con quỷ ơi. Tao ra giật đi, giật đi, giật cái túi ngực đó coi. Trời ơi, cái đầu nó nhìn như con bỏ chét. Thì ghê quá trời. Dạ, giật đi, giật đi. Dò số tiếp đi mấy bà. Trời ơi, kẹp vô, vô. Nè, nè, nó bưng ra đi. Trời ơi, là trời ơi. Giật cái khúc này chi cho nó cực vậy. Cái giới tính ta mà nó giật được chắc nó cũng chơi luôn rồi. Dạ. Thì đây là giật những cái đồ mà trước mặt mình, đúng không chị? Đúng rồi. Là một cái thông tục rất là gọi là khiến cho cái gia chủ khi mà chúng ta cũng cần khiến cho gia chủ là sao? Thì dạ, đây là cái thông tục của người miền Tây. Không, sai luôn. Sai luôn hả? Không hiểu biết, bớt nói lại. Chứ lại gì chị kể nghe chứ. Xuống phường năm hỏi, ta không nhận, ta thấy nó giật nhiều lắm. Ủa? Ừ, vậy không? Nó biết không biết thì ta nói không biết chứ sao giờ? Chị giật nhiều ở dưới cái chị biết vậy thôi á hả? Chết mẹ nó bảo trong rồi kìa, nó chia không đều vậy kìa. Trời ơi, trời ơi. Đó, cái đó là quỷ chứ không phải cô hồn nữa. Trời ơi. Má ơi. Ai đưa tờ 500 mặt vậy? Trời ơi, má ơi, trời, nó giật cái trời, nó làm bàn làm ghế luôn chị ơi. Hồi nãy tao chưa có gãi cái phần tiền. Ủa? Bà nội nó ra sao mà nó thấp vậy? Trời ơi, nó giật cái trời. Ủa, con này giật thấp không em? Trời ơi, trời. Chị ơi, hay quá. Tính ra mấy con này mà nó không đi hát chắc nó đi giật đồ không chị ơi? Thấy nó chuyên nghiệp ghê á. Dạ, sẵn đó quý vị khán giả, đây là nói chung là nhân cái dịp ngày hôm nay ngày 16 đó, mấy bạn đã giật xong hết rồi. Thì riêng em á, thì em cũng muốn là giật luôn cái món nợ em thiếu chị. Thì sẵn em nói chị luôn. Dạ. Trời ơi, nó chia trên sân khấu luôn ông nội ơi. Trời, được nhiêu? Nhắm ta bỏ ông heo được nhiêu? Thấy cái phút này nè, tao nói nghe là tụi bay giấu đi hồi chiều, tao lấy tiền bỏ ông con Lily tao xếp đó. Nó thấy nó chửi tao đó. Rồi, vô. Dạ, bà mình sợ tiếp cái gì nghe em vô. Mấy gì ra vô. Mấy gì ra số gì ra. Mấy gì ra số đầu tiên là 45 cái gì ơi. 45 Mấy gì ra số gì ra. Mấy gì ra. Nó dùng về cặp đôi tư góp luôn. Mà
mấy, chị đã xuống, chị đã mấy, chị đã nhưng mà con gái, nhưng mà con gái ở Tây Nguyên. Con gái Tây Nguyên làm biết chưa đi, đừng đốt con mới được mấy người. Lúc con gái ở Tây Nguyên làm biết chưa đi. Hai chục nguyên, còn hai mươi con, hai mươi đạp cái giấy cho mày. Ủa, xin lỗi chị đi nha. Sao mày đâu trái chị? Là giấy chị già rồi. Xuống chị đây nha, xuống chị đây không tốt chị nha, xuống chị nha. Xuống chị nha, con mấy chị đi, con mấy chị nha. Vị trí nhân may mắn xin mời Trang Xịn tiến nhanh vào sân khấu giúp em nha.